ngủ nhờ tổ chim. Lạnh quá, mưa to thế này, trời lại làm thế nào bây giờ? Đêm hôm khuya khoắt ai vào nhà thế? Khéo mà đạp vào mấy đứa con tôi đấy. Cả Châu cháu đây, lạnh quá, là ông cho ngủ nhờ một đêm, sáng dậy tôi đi ngay. Được rồi, chú nằm mé bên kia, nhưng nằm cho khéo, không đạp vào mấy đứa con của tôi. Ừ, đội ơn chị. Đổ mất. À, làm ơn mắc oán à, khổ thân con tôi. Chuyện gì mà lại khóc lóc thảm thiết thế kia? Hôm qua tôi cho Châu cháu ngủ nhờ, nhưng không may anh ta đạp đổ chiếc tổ, làm mấy chú chim non của tôi rơi xuống đất, bị thương đây này. Thôi được, ta sẽ đòi lại công bằng cho nhà ngươi. Cảm ơn bác gấu. Tại sao nhà ngươi đêm hôm đến làm hại nhà người ta? Bác gấu soi xét, tôi không phải là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Vì con nai tự dưng ở đâu kêu thét làm tôi giật nảy mình. Chính vì thế mà tôi duỗi chân theo thói quen nên mới ra nông nổi. Nói phải, nai đâu? Đến đây cho ta hỏi. Tôi... sao lại là tại tôi? Nhà đổ, con bị thương, rõ ràng là tại tiếng kêu thét của ngươi. Tôi quá, tự nhiên một quả na rơi trúng vào mặt, làm tôi phát hoảng kêu lên. Vậy là tại quả na, chứ đâu phải tại tôi. Vì sao ngươi lại để cho quả na rơi trúng vào mặt con nai? Ngươi đã biết tội chưa? Bẩm ngài, tôi đâu có... vì con sâu nó làm hại tôi, nó cắn cuốn quả xanh, cho nên quả mới rụng đấy ạ. Thế, sâu đâu? Mau ra đây đối chất. Nhà ngươi đã thấy rõ chưa? Nếu nhà ngươi không cắn quả na xanh thì làm gì có tai nạn xảy đến cho nhà chim ri. Bẩm ngài, tôi vốn sống yên trong đám lá khô dưới kia, nhưng đến hôm nay có con gà ở đâu đến, nó sục sạo tìm giết cả họ nhà tôi, rất là kinh khủng. Thế nên tôi mới phải bò lên đây, chẳng có gì nhét vào bụng, cho nên tôi phải gặm chút quả xanh xanh cho đỡ đói. Nếu na rơi trúng đầu nai thì lỗi là tại gà mái chứ. Lỗi của gà mái rồi. Đâu, mau ra đây. Ngươi biết tội của ngươi chưa? Này, oan cho tôi quá. Là nhà tôi ở tận bên kia sông, hôm nay tôi mới sang đây kiếm ăn. Tình tôi... tội càng nặng. Đấy là do ngươi cả. Mau bắt giam gà mái lại. Oan cho tôi mà. Khoan đã, thế thật không công bằng cho mẹ con. Mẹ mi đã rành rành như thế, sao lại không công bằng? Phải đấy. Mẹ con sang đây kiếm ăn cũng là để cho chúng con được no bụng, vì bờ bên kia hiếm thức ăn quá. Mẹ ngươi đúng là thủ phạm rồi, còn oan nổi gì. Bẩm ngài, trong lục súc 6 loài, loài nào loài ấy khi sinh con đẻ cái đều được trời cho có sữa nuôi con. Loài gà chúng con thì tuyệt nhiên không có lấy một giọt sữa. Ế, gà mẹ phải chạy vậy tần tảo nuôi con phải vất vả đi các nơi kiếm thức ăn là vậy. Cảnh khó khăn buộc phải thế, đâu có phải là tội tại mẹ con. Con nói phải đấy, thế thì lỗi tại ông trời rồi. Thì gà mái không có lỗi gì rồi, mau thả gà mái ra. Thì ai sẽ chịu trách nhiệm với những đứa con và chiếc tổ của tôi? À, trong chuyện này, tất cả những ai liên quan đều phải chịu một phần trách nhiệm, chứ không nên đổ lỗi hoàn toàn cho người khác. Vậy theo cháu, ta nên giải quyết thế nào cho hợp lý? Chuyện xảy ra với nhà cô chim ri là không ai muốn, giờ có đổ lỗi cũng không giải quyết được gì. Tất cả chúng ta cùng nhau giúp cô chim ri xây một cái tổ mới thật chắc chắn và chăm sóc cho những chú chim non đến khi chúng khỏe lại. Trí, hoan hô gà con, hoan hô! Cảm ơn mọi người. Nụ cười của nhà quản lý. Chết rồi, doanh thu quý này thấp hơn hẳn. Thế nào sếp cũng mắng như tát nước vào mặt cho ấy. Nào, nhìn những con số này đi. Thế này mà cũng đòi làm ăn, kinh doanh à? Dạ thưa sếp, nguyên nhân là do... Các anh chị làm gì thì làm. Tháng sau, thời điểm này, tôi cần thấy một kết quả khác. Nếu không, tất cả sẽ bị trừ lương. Đáng trí quá, mình lại để quên tập tài liệu ở phòng họp rồi. Sếp lúc nào cũng như một con hổ bị thương. Đúng rồi đấy, từ khi tôi vào làm, chưa thấy sếp mỉm cười với nhân viên bao giờ. Mệt mỏi và áp lực thật. Có khi tôi xin nghỉ việc ở đây, sang siêu thị bên cạnh làm việc. Nghe nói sếp ở bên đó thoải mái và vui vẻ với nhân viên lắm. Thật phải hả anh? Hay ngày mai mình phải sang siêu thị bên cạnh tìm hiểu thêm mới được. Chà, trước siêu thị này quy mô còn nhỏ hơn siêu thị của mình. Vậy mà nay họ đã mở rộng quy mô và đúng là thu hút rất nhiều khách hàng. Chào bác, mời bác vào mua hàng. Chào chị. Cảm ơn quý khách đã ghé thăm. Hẹn gặp lại quý khách. Vâng, cảm ơn cô. Chào mừng quý khách đến mua hàng. Sao cô ta có thể cười mãi như một cái máy thế? Chào cô. Cô đã làm công việc này bao lâu rồi? Chào bác, cháu đã làm việc này 10 năm rồi ạ. 10 năm? Và lúc nào cô cũng cười thế này. Cô không thấy mệt mỏi và nhạt nhẽo quá à? Sao lại mệt mỏi và nhạt nhẽo ạ? Cháu thấy rất thích công việc đấy chứ. Chỉ đứng đấy và mỉm cười thì có gì mà thích. Ồ không, ở đây mọi người đều thân thiện và cởi mở với nhau. Cháu cười với tất cả khách hàng đến đây để họ thấy hài lòng và thoải mái. Và họ cũng luôn cười với cháu. Những nụ cười của họ khiến cháu thấy mỗi ngày dài rất vui và hạnh phúc. Hơn nữa, đây cũng là điều lệ mà sếp cháu quy định cho tất cả các nhân viên phải luôn mỉm cười với mọi người. À, thì ra là vậy. Chào sếp ạ. Chào mọi người. Tháng trước doanh thu không đạt như mong đợi. Nhưng tôi tin tháng sau tình hình sẽ khả quan hơn. Mọi người cố gắng làm việc tốt hơn nhé. Vâng ạ, chúng em sẽ cố gắng hơn nữa ạ. Doanh thu tăng thêm, tôi sẽ đãi mọi người một chầu bia. Nếu tình hình doanh thu tháng này không cải thiện, tôi sẽ sa thải tất cả các anh chị, nghe rõ chưa? Bác, gì thế? Sếp cháu đấy, bác có thấy ông ấy rất tươi cười không? Từ hồi đầu cháu vào đây, ông ấy đã yêu cầu một nguyên tắc thuộc công việc này là luôn tươi cười với khách hàng và đồng nghiệp. À, mà bác đi đây. Ô kìa, bác ơi, bác còn chưa mua gì mà. Ồ, quả là một vị khách kỳ lạ. Sao hôm nay sếp lạ thế? Chào buổi sáng, một ngày làm việc hiệu quả nhé. Vâng, chúng em chúc sếp ngày mới tốt lành. Chưa bao giờ mình thấy sếp cười tươi như hôm nay. À, mà chưa bao giờ thấy sếp chúc kiểu này đâu nhé. Chắc trời sắp nổi cơn giông bão đấy. Dạ thưa sếp, lợi nhuận của công ty mình trong tháng này đã có bước tăng trưởng đáng kể. Siêu thị chúng ta cùng với siêu thị đối thủ lọt vào top những siêu thị đạt doanh thu lớn nhất đấy ạ. Ồ, tốt lắm. Từ trước đến nay, tôi thành thật xin lỗi các bạn vì thái độ của mình. Tôi luôn cau có và tức giận với các bạn. Điều đó đã làm mọi người căng thẳng, hiệu quả công việc thấp. Từ nay, tôi muốn xây dựng một môi trường làm việc thật thân thiện, vui vẻ. Và đó cũng là cách để các bạn đối xử với khách hàng của mình. Bữa nay, chúng ta tổ chức liên hoan mừng thắng lợi. Hoan hô sếp, hoan hô! Đừng tức giận. Chào mọi người. Chào trưởng phòng. Anh uống cà phê nhé. Cảm ơn cậu. Chúc mừng trưởng phòng nhé. Vị trí phó giám đốc nằm trong tay trưởng phòng chắc rồi. Phải đấy, Đợt đề bạt sắp tới, chắc chắn trưởng phòng sẽ được thăng chức. Còn ai xứng đáng hơn anh nữa? Gương mẫu, chăm chỉ, lại có nhiều kinh nghiệm. Các cô cậu cứ nói thế, tôi còn cần phải cố gắng nhiều hơn. Đợt đề bạt này, còn ai xứng đáng hơn mình nữa? Buổi họp ngày hôm nay, tôi xin trân trọng thông báo cô Susan sẽ đảm nhiệm vị trí phó giám đốc đang trống của công ty hiện nay. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Tôi sẽ hết sức cố gắng để không phụ lòng anh chị em. Cứ tưởng sếp Peter trưởng phòng kế hoạch sẽ được đề bạt đợt này chứ. Phải đấy, anh ấy đã làm việc nhiều năm, có kinh nghiệm. Ừ, đúng thế. Còn cô Susan mới vào công ty một thời gian, cũng giỏi đấy, nhưng làm sao bằng được anh Peter? Tổng giám đốc cũng lạ thật, chức vụ quan trọng như vậy mà giao cho người chưa có nhiều kinh nghiệm. Thật không thể tin được, tại sao lại có thể là cô ta chứ? Anh sao thế? Từ lúc đi làm về, anh cứ ủ rũ như vậy. Ở công ty có chuyện gì à? Anh đang rất bực, anh muốn được yên tĩnh. Sao vậy? Hôm nay, trong cuộc họp bổ nhiệm vị trí phó giám đốc, cái vị trí tưởng chừng như không thể rơi khỏi tay anh. Thế mà cuối cùng bên trên lại bổ nhiệm Susan. Cô ta nhanh nhẹn đấy, nhưng làm sao bằng anh được? Cuộc đời thật quá bất công. Thật sự anh đã vô cùng buồn. Kìa anh, sẽ còn cơ hội khác để anh chứng tỏ năng lực và tâm huyết của mình mà. Đừng bực bội làm gì. Em bảo anh không bực bội làm sao được. Với những gì anh bỏ ra, anh hoàn toàn xứng đáng với vị trí ấy. Em biết, nhưng việc đã vậy, sự tức giận và bực bội sẽ chỉ tàn phá con người anh thôi. Cuộc sống của anh chứ không phải của ai khác. Tương lai còn ở phía trước. Em tin những cống hiến của anh sẽ được nhìn nhận. Có lẽ Susan có những yếu tố phù hợp hơn, nên ban giám đốc mới chọn cô ấy cho vị trí này. Nói gì thì nói, anh đã nỗ lực như thế, còn cô ta non nớt kinh nghiệm, trẻ tuổi, anh không phục. Anh thực sự rất hối hận khi đã cống hiến sức lực, tâm huyết cho cái công ty này. Ai, đau hết cả đầu. Bao nhiêu là việc, lúc nào cũng gấp, lúc nào cũng quan trọng. Thế mà tới lúc đề bạt lại chẳng thèm nghĩ tới mình. Anh Peter, đây là báo giá của mấy công ty chúng ta yêu cầu gửi đến. Anh xem ngay được không ạ? Xem làm gì? Trước đặt hàng của công ty nào thì giờ cứ thế mà làm, đỡ tốn thời gian. Nhưng hôm trước, chính anh yêu cầu tìm báo giá nào rẻ nhất còn gì. Anh còn... Thôi, không cần. Cứ đặt hàng công ty cũ đi. Có rẻ hơn được tí thì cũng tiết kiệm cho công ty, chứ nhân viên chúng ta có được hưởng gì đâu. Thế nhé, cô ra ngoài đi. Nhưng... Cô chưa nghe rõ à? Còn đứng đấy làm gì? Đau hết cả đầu. Vâng, tôi biết rồi thưa trưởng phòng. Dạo này Peter nóng tính quá, lúc nào cũng cáu gắt, mắng mỏ mọi người. Ngày trước có bao giờ như vậy đâu. Ừ, phải đấy. Từ ngày tuột khỏi tay vị trí phó giám đốc, anh ấy khác hẳn, không còn thân thiện, nhiệt tình như trước. Toàn làm khó chúng ta từ những chuyện nhỏ nhặt. Tôi bắt đầu sợ anh ta rồi. Peter, cậu có biết là thời gian gần đây cậu làm việc rất kém hiệu quả không? Tôi thực sự rất thất vọng về cậu. Tôi... Không những cậu không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà gần đây, theo phản ánh lại từ các nhân viên công ty, thái độ làm việc của cậu cũng rất bị chỉ trích. Cậu nên nghiêm khắc xem lại bản thân mình đi. Nếu không, tôi buộc phải giáng chức cậu, cậu hiểu chứ? Thật là bực mình. Công việc đã không đâu vào đâu, còn bị sếp mắng. Đúng thật là đen đủi. Chúc mừng cô, chúc mừng. Cô vừa được tổng giám đốc thưởng nóng vì hoàn thành vượt chỉ tiêu định mức đề ra phải không? Cô thật là giỏi đấy. Cảm ơn tất cả mọi người. Cũng nhờ mọi người ủng hộ và giúp đỡ cả thôi. Susan, cô thật là khiêm tốn. Bây giờ thì tất cả chúng tôi đều đã nhận thấy rõ năng lực của cô. Tôi chỉ làm hết mình thôi mà. Tất cả chúng ta ở đây cũng nên như thế. Hết mình với công việc, rồi nhất định sẽ gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Sự tức giận và bực bội sẽ chỉ tàn phá con người anh thôi. Chiếc đồng hồ của ba. Dậy, dậy nào cô tí, đến giờ phải đi học rồi. Còn sớm mà. Ba cho con nằm thêm mấy phút nữa đi ba. Không còn sớm đâu con, 7 giờ rồi. Không nhanh là con sẽ muộn học đó. Hả? Đã 7 giờ rồi ư? Đồng hồ của con mới 7 giờ kém 5 mà. Ồ, thế thì chắc đồng hồ của con sai kim rồi. Nhìn đồng hồ của ba này. Nào, dậy thôi con. Ôi, vậy là đồng hồ của con sai ạ? Trời ơi. Thế nào, hôm nay cô Tí đi học có gì vui không? Dạ, nhiều cái vui lắm mẹ ạ. Mà nhờ ba gọi nên con đến sớm nhất lớp, được cô giáo tuyên dương đấy ạ. Còn mấy bạn đi muộn thì bị cô phạt đứng ngoài hành lang. Ừ, cô Tí cứ phát huy đi học sớm như thế nhé. Mà con nhớ chỉnh đồng hồ lại theo đồng hồ của ba cho đúng giờ con ạ. Dạ, vâng ạ. Giờ thì đồng hồ của con chạy đúng rồi ba nhỉ? Ừ, đúng rồi con ạ. Con chào mẹ, con đi học về rồi ạ. Ồ, con đi học về rồi đó hả? Mẹ ơi, nhà mình có việc gì mà bày cổ lớn vậy ạ? Ừ, chuyện vui con ạ. Con biết không, sau một thời gian dài phấn đấu, ba đã được thăng lên chức giám đốc đấy. Thật hả mẹ? Ba giỏi quá mẹ nhỉ? Tất nhiên rồi. Từ trước đến giờ, ba con vốn là người rất năng động, tháo vát, lại luôn nghiêm túc trong công việc, nên được mọi người rất quý mến và coi trọng. Con mau vào trong chúc mừng ba đi con. Dạ. Ba ơi! Ba ơi! À, con trai của ba đã về đấy à? Ba được lên làm giám đốc hả ba? Thích ghê. Ừ, con trai ạ. Sao ba lại chỉnh lại đồng hồ thế? Xem này, nó chạy chậm hơn đồng hồ của con 10 phút rồi. Thế thì con cũng phải chỉnh lại theo ba cho đúng giờ ba nhỉ? Ồ, không cần đâu con ạ. Con cứ giữ nguyên như thế đi. Sao lại thế? Phải đúng giờ chứ ba. Thực ra, cả hai chiếc đồng hồ của ba và của con chẳng chiếc nào đúng giờ đâu con ạ. Từ hồi đi học đến giờ, ba đã có thói quen vặn đồng hồ chạy nhanh 5 phút. Đồng hồ của con cũng đang chạy nhanh 5 phút đấy. Sao lại phải để đồng hồ chạy nhanh 5 phút hả ba? Vì chúng ta cần phải luôn tôn trọng giờ giấc, đừng để ai phải khó chịu vì mình chậm trễ con ạ. Con thấy đấy, vặn sớm hơn 5 phút, con luôn luôn được cô giáo tuyên dương, không bị phạt đứng hành lang, chẳng ai phải chờ đợi con bao giờ. Đó chẳng phải là điều tốt sao? Ồ, thì ra là như vậy. Nhưng mà sao bây giờ ba lại chỉnh đồng hồ chậm hơn con? Vì bây giờ ba đã thành giám đốc, phải quản lý rất nhiều nhân viên cấp dưới, nên ba vặn đồng hồ chậm đi 5 phút con ạ. Đối với bản thân mình thì phải rèn luyện thật nghiêm khắc để phát triển. Nhưng đối với người khác thì chúng ta nên độ lượng và bao dung. Họ có muộn một tí thì vẫn đúng với đồng hồ của ba. Có như vậy thì mọi người mới hòa đồng và thoải mái làm việc với nhau con ạ. Ồ, chiếc đồng hồ của ba đúng là một chiếc đồng hồ đặc biệt ba ạ. Chiếc đồng hồ của sự tôn trọng giờ giấc, chiếc đồng hồ của sự bao dung ba ạ. Những tờ giấy nhớ. Wow, hôm nay nhiều món ăn ngon quá. Ba đi công tác liên biên suốt, ăn uống đâu có được như ở nhà. Tranh thủ hôm nay ba được nghỉ, mẹ làm mấy món ngon ngon để cả nhà cùng ăn cho vui. Giá mà lúc nào nhà mình cũng đông đủ thế này thì có phải vui không ba nhỉ? Ừ, ba sẽ cố gắng để về nhà ăn tối thường xuyên hơn. Công việc ở công ty ba cũng hơi bận nên... Thôi, cả nhà ăn đi. Ôi, 3 hôm nữa là sinh nhật của mẹ rồi. Ồ, phải rồi. Vậy tối thứ Bảy, ba quyết định cả nhà mình sẽ tổ chức một buổi sinh nhật thật hoành tráng cho mẹ nhé. Hoan hô, hay quá. Chị em mình sẽ cùng chuẩn bị quà tặng mẹ nhỉ? Còn ba sẽ tặng mẹ một bó hồng thật lớn, cùng với một món quà bí mật nữa. Cảm ơn ba cha con. Nếu vậy thì tối thứ Bảy, mẹ sẽ chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn, toàn những món yêu thích của ba cha con nhé. Yeah, tuyệt quá. Yeah. 3 hôm sau. Sườn chua ngọt, nem hải sản, canh ngao chua, gà chiên mật ong. Nguyên liệu đủ cả rồi. Chà, mới nói thôi mà đã thấy hấp dẫn quá. Dũng, em đang làm gì thế? Em đang vẽ tranh tặng mẹ chị ạ. Ừ, nhanh nhanh rồi chị em mình cùng gói quà tặng mẹ. Chị chọn được hộp quà hình trái tim rồi. Chị em mình phải bí mật đến phút chót nhé. Dạ, em biết rồi. La 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 la. Alo, em à. Anh à, anh về đến đâu rồi? Bữa tối em chuẩn bị xong hết rồi. À, tối nay anh có hẹn với mấy khách hàng. Mấy mẹ con cứ ăn trước đi nhé. Đừng chờ anh. Khi nào xong anh về, thế nhé. Này anh. Mệt quá. Ba đã hứa sẽ mua tặng mẹ một bó hồng thật đẹp. Ba quên. Chết. Ba đã hứa sẽ về nhà sớm. Cả nhà cùng tổ chức sinh nhật cho mẹ. Ba cũng quên. Trời ơi, sao mình lại quên ngày hôm nay được chứ? Mình thật là... Ba ơi, ba mau xuống bếp đi. Chỉ vì ba mà bữa tối đã bị hoãn lại so với dự định gần 2 tiếng rồi đấy. Ba xin lỗi, ba... Lẽ ra ba không được quên lời hứa của mình. Hai đứa đừng giận ba nhé. Chúng con sẽ không giận ba với điều kiện ba lên mời được mẹ xuống đây. Mẹ vẫn đang chờ ba về đấy. Ba lên ngay, ba sẽ xin mẹ tha lỗi. Các con chuẩn bị đi. Ba con mình sẽ tổ chức sinh nhật cho mẹ ngay bây giờ. Ba cố lên. Nào chị, chuẩn bị đi. Nhờ những tờ giấy nhắn của chị em mình, từ giờ chắc sẽ luôn nhắc ba nhớ về những lời hứa của mình, chị nhỉ? Tất nhiên rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.